Xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Giờ này thì xin cung thỉnh Hòa Thượng chia sẻ thêm về những điều mà Đức Phật dạy cho ông trưởng giả cấp Cô Độc và 500 bạn thân của ông. Như Đạo Phật, cảm ơn Hòa Thượng. Thưa quý vị, ở cái phần đầu của chương trình này thì chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị về hai cái giới đầu của năm giới, đó là không sát sanh và không trộm cắp, và giới thứ ba là không tà dâm. Đức Phật muốn chúng ta phải sống một đời sống với tất cả cái giá trị của phẩm giá của một con người. Ngài cũng muốn cho thế giới này luôn luôn hòa bình, xã hội ổn định. Cho nên Ngài đã chế định giới không được tà dâm. Thì người Phật tử tại gia thì chỉ giữ cái giới không tà dâm, chứ không phải là cái giới không dâm dục. Mình có gia đình, có vợ chồng, mình phải tôn trọng những cái cam đoan mà trong cái lễ cưới mình đã phát thệ. Mình phải làm sao để gìn giữ cái phẩm giá của một con người, và chính đó là cái sự gìn giữ về cái sự ổn định của xã hội. Tại sao chúng ta thấy những cái tệ nạn của xã hội nó xảy ra một cách thường xuyên, những cái bạo động, những cái bạo lực, những cái bạo hành nó xảy ra từ gia đình này đến gia đình khác, là bởi vì không gìn giữ cái giới mà ở đây gọi là tà dâm. Thành tựu ra, nếu mà muốn một gia đình nào đó thật sự hạnh phúc, muốn cho xã hội ổn định, chỉ cần giữ cái giới tà dâm thì chúng ta sẽ không phải tốn quá nhiều cái nguồn tài lực để mà gìn giữ, cũng không phải tốn quá nhiều thì giờ để bực tức, căng thẳng, ghen tuông, và cuối cùng là đưa dẫn đến nhiều cái sự sát hại. Chúng tôi cũng đi hộ niệm cho một số những cái trường hợp mà do ghen tuông bắn nhau. Chẳng những vợ chồng, những cái người tình địch bắn nhau, mà họ bắn luôn cả những cái người liên hệ đang có mặt, trong đó có chính những người con của họ. Đó là một cái mối thảm họa. Cho nên muốn gia đình hạnh phúc, êm ấm, muốn cho xã hội được yên vui thì cần phải gìn giữ cái giới không tà dâm. Đó là một cái giới rất là căn bản, chưa nói đến những cái quả báo mà nhiều đời, nhiều kiếp ở quá khứ. Cho nên rất mong là chúng ta tìm hiểu thêm. Ai cũng muốn bảo vệ hạnh phúc của gia đình của mình. Do vậy mà không có lý do gì mình đi xâm phạm hạnh phúc của gia đình người khác. Nếu mà mình xâm phạm hạnh phúc của một ai đó thì mình phải trả một cái quả báo, là gia đình của mình cũng bị người khác xâm phạm hạnh phúc, chưa nói đến những cái hậu quả khó có thể lường ở trước mắt được. Cho nên rất mong là ai trong chúng ta cùng ý thức rõ về cái trọng trách cũng như là cái giá trị sống của mỗi một sự sống mà tôn trọng lẫn nhau. Thưa quý vị, như chúng ta thấy như cái tệ nạn mà buôn người không, nó dẫn đến cái tình trạng rất là nhiều và nó xấu, nó làm nhiều điều xấu, nhiều gia đình bị phỉnh gạt để bán con, để đi làm những cái chuyện tà hạnh như vậy. Thì đó là cái điều mà Đức Phật đã thấy trước và biết được, cho nên ngăn cản tất cả những người con Phật đừng có nên làm cái việc đó. Ngài đã thấy rất là lâu, rất là xa rồi. Cho nên ngoài cái việc mà chúng ta không có làm những cái việc đó, chúng ta còn ngăn chặn khi mà có những người nghĩa là đi mua bán những đứa trẻ để mà họ lợi dụng đó, họ bán vào cái chỗ này chỗ khác, như là ví dụ mua bên Trung Quốc, mua bán qua Campuchia, bán bên Thái Lan, vân vân, rất là nhiều nơi như vậy, thì chúng ta nên ngăn chặn lại, đó mới là điều tốt.
Vấn đề thứ tư thì thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà không có nói dối. Đức Phật ngài dạy tại sao chúng ta không có nói dối? Bởi vì muốn cái mỗi người đều tin tưởng lẫn nhau cho nên không có nói dối. Và đều thật lòng với nhau cho nên không có nói dối. Và muốn rằng tin tưởng với nhau là cái điều quan trọng. Bởi vì khi chúng ta nói dối như vậy á, thì tất cả một lời trước thì được, nhưng mà những cái lời sau đó, thì làm sao mà tin được. Cho nên ông tổng thống thứ 16 và ông Abraham Lincoln đó, ông nói rằng là bạn có thể giấu được bạn của bạn chừng một lần hai lần thôi, chứ không có thể giấu suốt cả cuộc đời được. Và thật vậy, chính vậy thưa quý vị, chứ không phải không. Chúng ta không có làm thế nào mà suốt cuộc đời chúng ta giấu được, có nghĩa là chúng ta chết chúng ta mang theo mộ được, rồi tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ được bày tỏ ra. Cho nên chúng ta không có bao giờ nói dối cả. Đó là cái điều mà cần yếu Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta. Mặc dù là nói nó không có đem lại là như là cái vấn đề chém giết hay là tác hại đến người khác, nhưng mà nó vô cùng quan trọng. Nó có thể gây chia rẽ, nó có thể gây chiến tranh với nhau, nó có thể gây đánh đập với nhau rất là nhiều. Cho nên là Phật tử thì chúng ta không bao giờ nghĩa là nói dối cả. Rồi và đi tiếp theo cái nói dối đó thưa quý vị hả, nó gồm có ba cái nữa, tức là cái nói dối tức là nói có nói không, không nói có, rồi một cái nữa là lời nói ác, mắng nhiếc người khác, cho người khác tức tối, có thể là chết đi được. Rồi cái nói mà để làm cho chia rẽ, tức là nói đâm đầu thóc thọc vị gạo. Và thứ tư tức là nói thiêu dệt, định bợ để mình được quyền lợi cho mình, để cho được thăng lương tiến chức cho mình. Đó, bốn cái điều đó thì chúng ta không có nên làm thưa quý vị. Giờ xin tỉnh Hòa Thượng chia sẻ Thì thêm. Đức Phật cảm ơn Hòa Thượng. Quý vị, như Hòa Thượng Phó Chủ tịch vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là trong cái giới thứ tư của năm giới là vọng ngữ nó gồm có bốn cái nội dung. Thứ nhất là không nói sai qua sự thật. Thứ hai là không nói những cái lời ác độc. Thứ ba là không nói những cái lời đoàn sắc gây chia rẽ. Và thứ tư là không nói những cái lời phù phiếm chua nịnh. Nếu mà chúng ta không có cẩn ngôn, không có chánh niệm tinh thức, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái loại ngôn ngữ thuộc và bốn cái thứ như thế, thì nó phạm vào cái giới mà trong năm giới gọi là vọng ngữ. Tuy nhiên ở cái giới này thì Đức Phật có khai, nếu trong trường hợp vì phương tiện để cứu lấy sự sống của người hay là vật khác thì chúng ta cũng có thể nói dối. Cứ lấy một cái thí dụ, chúng ta thấy một đoàn thợ săn đang rượt đuổi để giết một con nai. Con nai đó chúng ta thấy chính xác nó đang chạy về hướng Bắc, nhưng mà vì để cứu lấy cái mạng sống của nó cho nên đoàn thợ săn hỏi chúng ta thấy con nai chạy về hướng nào, thay vì nói chạy về hướng Bắc thì chúng ta nói là nó đã chạy về hướng Nam. Chúng ta nói dối như vậy là vì để cứu lấy cái sự sống của con nai, cho nên không phạm. Còn những cái trường hợp khác là đều phạm vào cái tội nói dối. Mà nếu cả thế giới này mà không có ai nói dối cả, ai cũng tôn trọng sự thật, thì làm sao mà có những cái tranh chấp, làm sao mà có những cái chiến tranh xảy ra. Không ai thích người khác nói dối mình, do vậy mà không có lý do gì mình lại đi nói dối với người khác. Do vậy mà phải tôn trọng sự thật, phải nói những lời xây dựng, hàn gắn, đoàn kết, chứ không phải là những cái lời gây chia rẽ thị phi. Phải nói những cái lời ái ngữ, tạo một cái sự vô bối, chứ không phải là nói những cái lời độc ác hăm dọa để khiến cho người ta phải sợ hãi vân vân và vân vân. Này, đó là những cái gì mà xuất phát từ lòng từ bi, cho nên Đức Phật đã khai thị như thế. A Di Đà Phật.
Và thưa quý vị, ông bà chúng ta thường nhắc rằng là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thì đó là cái điều quan trọng, nói những cái lời lẽ cho nó im dịu, đẹp, thành thật, chân chất thì nó sẽ đem lại cái lợi ích rất là nhiều cho tất cả chúng ta. Và cái giới thứ năm á, thì Đức Phật đề cập tới vấn đề mà say sưa vì muốn cho đầu óc tỉnh táo để làm việc, để có thể hòa nhập vào trong xã hội, để đem cái trí tuệ này cung phụng cho gia đình, cho xã hội. Cho nên Đức Phật Ngài muốn rằng tất cả chúng sanh đừng có dùng tất cả các cái chất nghiện, các cái chất làm rối loạn tâm thần, đó là chẳng hạn như rượu hay là ma túy hay là tất cả các cái chất khác nếu có, thì nó làm chúng ta gia đình nó bắn loạn lên. Và thứ đến nữa thì nó làm cho đầu óc của chúng ta không có minh mẫn để mà làm hết tất cả các công việc. Cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta muốn giữ được cái sự trang nghiêm, cái sự trang trọng của một cái con người được tôn kính thì không có nên say sưa và dùng các chất nghiện. Xin tính Hòa Thượng chia sẻ. Thưa Phật, cảm ơn Hòa Thượng rất là nhiều. Thưa quý vị, đó là cái giới thứ năm. Và nếu mà chúng ta không ý thức được cái sự lợi ích cũng như là cái sự nguy hiểm của nó thì chúng ta cứ tha hồ sử dụng những cái loại rượu mạnh để rồi tự hại mình, nó cháy gan, cháy phổi mà cháy túi nữa, mà nó cháy luôn cả cái trí tuệ. Cho nên lâu dần nó sẽ là một cái gì đó hết sức là nguy hiểm. Thành tự ra Đức Phật dạy là dùng một giọt cũng không được thấm một, trừ cái trường hợp có bệnh nặng mà trước khi sử dụng thì phải bạch chúng phương phục, vô cố nhất định thì bất khả triêm thật. Nếu mà không vì cái lý do bệnh nặng dù một giọt cũng không thể thấm một, đó là chưa nói sử dụng những cái chất ma túy vân vân, nó làm cho đầu óc của chúng ta bị cuồng loạn, nó tước đi cái trí tuệ, đi cái sự sáng suốt mà vốn dĩ chúng ta cần phải bồi dưỡng. Ngày xưa chúng tôi có quen một cái vị cũng rất là nổi tiếng, làm kỹ sư ở phi trường, bao nhiêu tiền về là ông ta nói rằng vào quán bar giống như là một con ma, nó dẫn tới là tối nào cũng uống cả, đến nỗi mà say xỉn không kiềm chế được, cuối cùng phải đi cai và sau này đi xuất gia và sống đến 91 tuổi rất là minh mẫn. Tình tự ra bằng một cái kinh nghiệm thực tế thì vị ấy nói là phải tìm đủ mọi cách chấm dứt. Thứ nhất là mình để cho nó đầy đọa, nó cướp đi cái sự sáng suốt, nó cướp đi cái sức khỏe của mình, cướp đi tiền bạc của mình. Hay là mình có một cái điều kiện sức khỏe, một cái trí tuệ minh mẫn và mình có thể giữ được một cái số tiền để mà mình phát triển về một cái lợi ích nào đó cho cộng đồng, cho quốc gia, cho xã hội. Thành đó là một cái bài học mà nó mang lại một cái giá trị vượt lên trên tất cả những cái giá trị thường tình của sự sống. Nếu mà không thấy ra được cái nguy hại của cái việc mà nghiện rượu hoặc là những cái loại ma túy vân vân thì đó là một cái điều mà nó không chứng tỏ là chúng ta có một cái ý thức cao. Mình muốn sống lâu nhưng mà mình lại uống những cái loại như là độc dược vào để tự tử, mình sử dụng những cái chất mà nó làm cho sức khỏe của mình suy tàn, làm cho trí tuệ của mình nó bị suy cuồng. Cái đó là một cái mà vì lòng từ bi Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta lại tuyệt đối tuyệt đối cảnh giác và phải ứng dụng vào đời sống thực tế của mình. Dạ, chị Đạo Phật. Như quý vị biết được cái vấn đề mà uống rượu đó trên cái xã hội này không cứ gây biết bao nhiêu tai nạn, gây không biết bao nhiêu phiền phức. Mà bây giờ đây ở trên như ở Cali này đó, vì có một cái độ cồn 0.08 thì cũng bị cảnh sát mời tập thu bằng lái hoặc chả là bắt nhốt rồi, hoặc chả là phải thế chấp 10.000 rồi sau đó mới ra tòa.
Thì Đức Phật cách đây mấy ngàn năm Đức Ngài đã dạy rồi cho tất cả chúng ta đừng có nên phạm phải những cái sai lầm, uống tất cả những cái chất nó làm nghiện, làm say đó. Và đây là năm giới rất là cần yếu, gọi rằng là năm cái đạo đức của con người. Nếu mà ai thực hiện được năm cái điều này thì đem lại cái sự an lạc, cái hạnh phúc ngay trong hiện tại. Và kế tiếp đó thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy cho những người áo trắng, tức là người Phật tử tại gia, cần phải quán niệm bốn thứ. Thứ nhất đó là quán niệm Tam Bảo, tức là Phật, Pháp Tăng, và thứ tư là giới. Mà chữ Phật đó, thì chúng ta thường kêu là chữ Như Lai, tức là quán niệm ở đây không phải là niệm Phật, nhưng mà tăng thêm một bậc nữa là quán niệm về những đức tánh của Đức Như Lai. Bởi vì Đức Như Lai là cái bậc vô thượng, đã đạt được cái sự giác ngộ, hiểu biết hoàn toàn rồi. Cho nên chúng ta cần phải cung kính, bởi vì Ngài không có còn dính mắc trong tất cả các cái sự sanh tử trong thế gian nữa, không có còn nghĩa là đam mê, tham dục, sân hận, si mê nữa, và Ngài đã tự tại. Và tất cả những cái điều đó nó ngồi, chúng ta không có thể dùng bằng ngôn ngữ hay là bằng cái suy nghĩ mà chúng ta có thể nói được. Và được cái tôn xưng là Như Lai. Rồi quý vị biết rằng là ứng cúng, khi Ngài đã giác ngộ rồi thì được, nghĩa là cái chỗ tạo phước cho nhân thiên, cho trời người. Cho nên được nhân thiên cung kính, cúng dường, mà tất cả cái bậc đã phá trừ hết tất cả các cái phiền não rồi. Và cái Như Lai đó cũng gọi rằng là bậc chánh biến tri, nghĩa là cái trí hiểu biết của Ngài nó vượt ra cả cái ngoài cái vũ trụ, cả cái không gian. Như ở đời thì si mê vì tham ái, giận dữ, ghét ganh, hận thù vân vân, nhưng mà Ngài đã vượt qua tất cả các cái đó, và Ngài đem cái tình thương của mình đó, cái sự từ bi hỷ xả đó trang trải ra hết tất cả cho mọi người, không có phân biệt nghĩa là sang hèn hay là giàu có hay là thấp hèn hay là những người này thân hay thù vân vân. Đó là cái chánh biến tri. Và Như Lai á, cũng gọi rằng là minh hạnh túc, nghĩa là trí tuệ của Ngài á, Ngài đã giác ngộ được rồi, thì Ngài đầy đủ về cái nhận thức tất cả những cái hành động, đến như thế nào, đi như thế nào, thấy vô số kiếp về trước mà Ngài đã sống ra sao, và trước mắt Ngài nhìn thấy rằng vô số kiếp trong tương lai và trong cái luân hồi sanh tử của tất cả chúng sanh đó đều là do mình tạo ra mà phải chịu xoay lăn trong tất cả các cái vòng sanh tử đó. Thưa quý vị, này thì xin Hòa Thượng tiếp tục để mà giải thêm. Xin cảm ơn Hòa Thượng. Thưa quý vị, Đức Phật không phải chỉ là một cái bậc có tuệ giác siêu việt mà còn có lòng từ bi bao la vô lượng. Do vậy mà Ngài đã thị hiện trên thế gian này để cứu khổ độ sinh. Thì chúng ta cần phải hướng đến Ngài như là một cái điểm nương tựa, trở về quy y ở nơi Phật. Và chỉ với một bậc đại giác như vậy mới là một cái nơi nương tựa an toàn nhất, vững chãi nhất. Ngài sẽ có những cái, đã có những cái khai thị hướng dẫn chúng ta giải thoát mọi khổ đau để có được một cái đời sống thật sự an lạc, thật sự tự tại. Thành tựu ra chúng ta cần phải luôn luôn quán niệm về Đức Phật, nhưng mà không phải chỉ quán niệm để tôn kính, để nghĩ nhớ không thôi mà đủ, mà phải thực hành những gì mà Đức Phật đã khai thị, xem Ngài như một tấm gương sáng để mình noi theo đó hành trì những cái giáo lý mà Ngài đã thuyết giảng, để cùng sẽ trở thành một Đức Phật như là Đức Phật đã thành. Dạ, cũng cảm ơn thưa. Và thưa quý vị, Đức Phật đó thì như rằng là nó có 10 cái danh hiệu mà chúng ta nên quán niệm để chúng ta thấy được cái sự an lạc đó. Tức là như là Như Lai gọi rằng là bậc thiện thể. Thiện thể tức là Ngài đã vượt qua
vượt qua tất cả những cái dòng sanh tử, vượt qua những cái sự tham đắm, vượt qua tất cả những cái sự trói buộc của sự khổ đau. Và Ngài đi trên cái con đường rất là an lạc, rất là an vui, rất là giải thoát, con đường đúng đắn, mà chưa có một cái người nào, một vị thánh nào mà chỉ ra con đường này. Và Ngài cũng là được gọi là thế gian giải, tức là hiểu biết hết tất cả những cái việc ở thế gian này. Và Ngài cũng được gọi rằng là vô thượng sĩ, tức là với cái cung cách, với cái nhân cách, phẩm chất cao thượng, vượt lên hết tất cả. Và cũng là điều ngự trưởng phu, là Ngài có khả năng điều phục hết tất cả những cái chúng sanh, rèn luyện giúp cho con người vượt qua tất cả những cái cạm bẫy của cuộc đời, kể cả những người nghĩa là khó điều phục nhất Ngài cũng vẫn điều phục. Và Ngài cũng là thiên nhân sư, là thầy của tất cả trời người. Và cuối cùng cái danh hiệu đó là Phật Thế Tôn, tức là người đã giác ngộ, đã tỉnh thức, người thầy biết đúng như sự thật để dạy cho tất cả chúng sanh. Xin tỉnh Hòa Thượng còn ba cái quan niệm nữa. Như Đạo Phật, thưa quý vị đó, cái quan niệm kế tiếp trong bốn cái pháp mà trong kinh Người Áo Trắng Đức Phật đã dạy, đó là pháp, đó là những cái chân lý, đó là những cái giáo pháp mà Đức Phật đã khai thị, đó là giáo pháp vi diệu, đó là cái con đường giúp cho chúng ta giải thoát mọi khổ đau và tiêu tan, có một đời sống thanh tịnh hòa hợp để có thể chuyển dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Và giới là cái nhân tố hết sức quan yếu, bởi vì giới được xem là mạng mạch, là thọ mạng của chư Phật. Giới luật còn, Phật pháp còn; giới luật mất, Phật pháp mất. Do vậy mà những người Phật tử chúng ta cần phải quy kính Tam Bảo và phát tâm quy y Tam Bảo và thọ trì các giới. Nếu mà không quy y Tam Bảo, không thọ trì các giới thì chắc chắn là chúng ta không thể nào có thể giải thoát vòng luân hồi sinh tử, không thể nào có thể chấm dứt toàn bộ khổ đau. Đó là những gì mà nội dung của kinh Người Áo Trắng đã ghi lại một cách rất là rõ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và cảm ơn Hòa Thượng. Và thưa quý vị, nếu mà tất cả chúng ta thực hành được đầy đủ tất cả những cái điều như trong kinh Người Áo Trắng mà Đức Phật đã dạy cho trưởng giả Tu Đạt, tức là cấp cô độc cùng với 500 vị trưởng giả kia, thì chúng ta sẽ đạt được cái sự an vui, cái sự giải thoát, và chúng ta sẽ vào được trong cái dòng thánh, tức là nhập lưu. Bởi vì chúng ta nỗ lực như vậy, nỗ lực về giữ gìn năm cái điều cấm giới đó, tức là không giết hại, tới không có uống rượu, và bốn cái quán niệm, tức là luôn luôn chánh niệm quán sát về Phật pháp tăng, cũng như cái giới mà mình đã phát tâm mình giữ gìn, thì nó sẽ đem lại cái hạnh phúc cho mình và cho gia đình, cũng như đem lại cái sự an ổn cho thế giới. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho tất cả quý vị và gia đình được vô lượng an khương, tâm tâm thường lạc.